Xin chào các em học sinh lớp 1 thân mến. Cô rất vui khi gặp lại các em trong tiết học tại nhà môn tiếng Việt tuần 22. Trước khi bắt đầu tiết học, cô trò chúng ta cùng nhau khởi động bằng một bài hát vô cùng tươi vui. Các em hãy cùng vỗ tay theo nhịp bài hát nhé. Sau khi nghe bài hát khởi động, các em có phát hiện ra con vật nào được nhắc đến trong bài hát không? À, thì ra đó là con chuồn chuồn. Các em biết không, ngày xưa không có tivi như hiện nay, nên không có các kênh dự báo thời tiết, mà ông bà chúng ta sẽ dự đoán các hiện tượng thời tiết dựa vào hoạt động của các con vật và đúc kết những kinh nghiệm đó lại thành những câu nói ngắn gọn, được gọi là câu tục ngữ và truyền cho con cháu đời sau. Vậy, để biết các con vật sẽ dự báo thời tiết như thế nào, thì cô trò mình sẽ bắt đầu tiết học thực hành ngày hôm nay nhé. Các em hãy mở vở bài tập tiếng Việt tập 2 trang 19 và sẵn sàng cùng cô khám phá những điều thú vị trong bài học này nào. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc nhé. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa, ếch kêu ao chuông đầy nước. Cô thấy trong các câu tục ngữ này có một vài từ khó như râm là trời không có nắng, nhiều mây, dày là nhiều, vắng là ít, ao chuông là chỗ trũng có đọng nước. Ở bài tập này yêu cầu các em hãy viết lại các từ chỉ con vật, từ chỉ thời tiết có trong các câu tục ngữ trên. Từ chỉ con vật là từ dùng để gọi tên các loài vật, ví dụ như chó, mèo, cáo, bò. Từ chỉ thời tiết là từ dùng để gọi tên các hiện tượng thời tiết như nắng, mưa, mát mẻ, ấm áp. Bây giờ các em hãy dừng video trong ít phút để hoàn thành bài tập 1 này nhé. Có lẽ là các em đã làm bài xong rồi đúng không nào? Bây giờ các em hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Từ chỉ con vật là chuồn chuồn, ếch. Từ chỉ thời tiết là nắng, mưa. Cô xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài tập này. Các em có biết ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nước và là con vật rất nhạy cảm với thời tiết, nhất là khi trời mưa, ếch sẽ cất tiếng kêu. Chính vì thế, dựa vào tiếng kêu của ếch, người ta biết trước trời sắp có mưa và kết quả của trời mưa là ao chuông sẽ đầy nước. Qua bài tập này, chắc hẳn các em đã biết ông bà chúng ta dựa vào hoạt động của các con vật để dự đoán thời tiết như thế nào rồi đúng không?
Bây giờ cô chờ chúng ta cùng qua bài tập 2 nào. Ở bài tập 2 này, yêu cầu các em hãy đặt câu với từ ngữ em đã tìm được ở bài tập 1. Cô có ví dụ, cô chọn từ chuồn chuồn và cô đặt câu như sau. Con chuồn chuồn đậu trên cành cây. Các em lưu ý, phải viết hoa con chữ cái đầu tiên của câu và kết thúc một câu phải có dấu chấm. Tuy nhiên, do các em chỉ mới tập đồ các con chữ hoa, nên con chữ cái đầu tiên các em có thể viết bằng con chữ thừa nhé. Bây giờ các em dừng video trong vài phút và hoàn thành bài tập của mình. À, có lẽ là các em đã hoàn thành xong bài tập rồi. Bây giờ, các em hãy đọc lại câu mình vừa làm cho ba mẹ cùng nghe nhé. Ở bài tập 3 này, yêu cầu các em hãy gạch dưới tiếng có chứa vần uya. Bây giờ, các em hãy cùng cô đánh vần lại vần uya nhé. U, I, A, uya. Cô có 3 từ sau. Giấy, bơ, luya. Đêm khuya, phép mơ tuya. Các em hãy sử dụng bút chì và thước gạch dưới những tiếng có chứa vần uya nhé. Bây giờ cô chờ chúng ta cùng nhau sửa bài nào. Từ giấy bơ luya có tiếng luya chứa vần uya. Cô giới thiệu với các em, giấy bơ luya là loại giấy mỏng được làm từ sợi bông tinh khiết, thấm dầu rất tốt, dùng để đóng gói hàng hóa, gói thực phẩm hoặc là in hóa đơn. Tiếp theo, từ đêm khuya có tiếng khuya chứa vần uya. Đêm khuya là khoảng thời gian từ nửa đêm cho đến sáng. Và từ cuối cùng là phép mơ tuya có tiếng tuya chứa vần uya. Phép mơ tuya là một dây khóa kéo có hai hàng răng cưa bằng kim loại được đóng mở ra bằng một con trượt. Cô xin chúc mừng những bạn đã hoàn thành tốt bài tập này. Bài tập 4 yêu cầu các em hãy viết 2-3 câu về hiện tượng thời tiết mà em biết theo các gợi ý sau. Hiện tượng thời tiết đó gọi là gì? Mọi người làm gì khi gặp hiện tượng thời tiết đó? Cô có 3 bức tranh thể hiện cho 3 hiện tượng thời tiết: nắng, bão, mưa. Cô chọn thời tiết nắng và dựa vào gợi ý, cô có một ví dụ sau. Hôm nay trời nắng to, mẹ dặn em đi ra ngoài nhớ đội mũ. Em hãy lựa chọn một hiện tượng thời tiết và dựa vào gợi ý, hoàn thành bài tập 4 vào vở bài tập nào. Sau khi hoàn thành xong bài tập, em hãy đọc lại những câu em vừa viết cho ba mẹ cùng nghe nhé. Qua bài tập này, chắc hẳn các em đã biết lựa chọn quần áo và hoạt động phù hợp với thời tiết để đảm bảo sức khỏe cho mình. Nếu như trời nắng, các em nên đội mũ, mặc áo chống nắng khi ra đường để tránh bị cảm nắng. Còn trời mưa thì nên mặc áo mưa và che ô các em nhé. Đặc biệt là khi trời bão, chúng ta nên hạn chế ra đường và không nên đứng dưới các tán cây to để đảm bảo an toàn cho bản thân nha. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Qua tiết thực hành này, các em đã biết thế nào là từ chỉ con vật, từ chỉ thời tiết và con người đã dựa vào hoạt động của con vật để dự báo thời tiết như thế nào. Bên cạnh đó, các em còn biết lựa chọn các hoạt động phù hợp với từng hiện tượng thời tiết để chăm sóc bản thân mình. Cô xin chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.